Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 56 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thấy Trường Sinh tâm ý đã quyết, đại đầu không nói thêm gì nữa, hướng Dương Khai nháy mắt. Hai người nhanh chóng ra cửa, cùng với cả Thích Huyền Minh thống lĩnh bộ hạ tiến về Tế Châu Tiến Tấu Viện bắt người. Đại đầu vừa đi không lâu thì bộ khoái trước đó được phái đi đón con dâu của Trương Lâm Thị đã dìu nàng mặt mày xanh xao, bụng mang dạ chửa trở về. Mẹ chồng nàng dâu vừa gặp mặt đã ôm nhau khóc giống. Hai người phụ nữ từ Tế Châu vượt ngàn dặm đến Trường An kêu oan, có thể tưởng tượng trên đường đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Chờ cho mẹ chồng nàng dâu bình tĩnh lại, Trường Sinh một lần nữa hỏi han chi tiết, sau đó ra hiệu cho Dư Nhất đưa hai người đi nghỉ ngơi. Ba người rời đi, Trường Sinh cau mày đi đi lại lại trong đại sảnh, trong đầu cân nhắc lên xử lý đám quan lại Tế Châu này ra sao. Quan phủ ở trong lòng dân chúng phải là sự tồn tại quang minh chính đại, vừa có lòng nhân từ để thực thi công lý, lại vừa có uy nghiêm để mà thi hành pháp luật, trừng trị tội ác. Làm quan trong triều đình, nếu không thể công chính nghiêm minh, chấp pháp theo lẽ phải, dân chúng sẽ chạnh lòng. Như vậy uy quyền của quan phủ sẽ bị nghi ngờ, lâu dần thì sẽ mất lòng dân, và cuối cùng là hủy hoại chính là phong tục giáo hóa của cả đại đường. Phong khí tuyệt đối không thể hỏng, dù là phong tục dân gian hay là phong khí quan trường đều phải làm cho trong sạch. Thế nên mới nói trị loạn phải trị trọng điểm. Trực tiếp lấy đám quan lại Tế Châu này ra khai đao, đại khai sát giới, lấy đó làm gương. Kết quả xử lý cuối cùng thì còn phải báo cáo cho các châu quận phủ huyện trên cả nước, để cho đám tham quan địa phương đó nảy sinh lòng kính sợ triều đình, cũng để cho lê dân bách tính có lại niềm tin vào triều đình. Tất nhiên là hoàng thượng cũng biết hoạn quan lộng quyền làm suy đồi chính trị. Để hắn chủ trì ngự sử đài chính là vì để hắn chỉnh đốn lại triều cương. Nhưng việc này không cần tấu trình trước với cả hoàng thượng, cứ trực tiếp làm rồi báo cáo sau. Thà sau này mang tội vượt quyền, cũng không thể ném củ khoai lang nóng này cho hoàng thượng được. Nói trắng ra là kẻ xấu đại khai sát giới phải để hắn làm, còn hình tượng người tốt không biết gì thì phải để cho hoàng thượng. Lúc này đã quá nửa canh hai, đại đầu đã trở về, cùng với cả các quan lại có phẩm cấp và sai dịch không có phẩm cấp, tổng cộng là 27 người, tất cả đều bị áp giải trở về. Thẩm vấn suốt cả đêm, củng cố chứng cứ. Kỳ thực thì sự việc này cũng không quá phức tạp, chính là Tế Châu đã báo trước cho Tiến Tấu Viện là có Trương Vương Thị và Trương Lâm Thị, một già một trẻ, hai người phụ nữ muốn vào kinh cáo trạng. Rồi sai quan sai của Tiến Tấu Viện sắp xếp tai mắt ở các nha môn lớn mà họ có thể đến, tìm cách ngăn cản bọn họ kêu oan. Trường Sinh thì không phải người tốt bụng bừa bãi, ngự sử đài thẩm vấn phạm nhân thì cũng không bài trừ dùng đại hình. Cái đám quan sai này làm sao chịu nổi, những chuyện bẩn thỉu trong bụng đều phun ra hết. Ngoài cái việc ngăn cản bách tính bị oan ức kêu oan, thì Tiến Tấu Viện còn gánh vác nhiệm vụ thăm dò tin tức triều đình, lôi kéo, hối lộ quan lại triều đình nữa. Chưa đến một canh giờ sau thì tất cả những lời khai đều được bày trên án của Trường Sinh. Hắn cầm từng cái lên xem xét từng cái một, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đại đầu đang ngồi trên ghế dưới sảnh. Đại đầu rất thông minh, nhận ra hắn thật sự nổi giận, lúc thẩm vấn liền tập trung vào mối quan hệ giữa Tế Châu, Tiến Tấu Viện và đám hoạn quan. Những Tiến Tấu Viện này được lập ở kinh thành vốn là mối liên kết giữa quan lại địa phương và quan lại triều đình. Có thể tưởng tượng được bọn họ chắc chắn cũng có qua lại với cả hoạn quan rồi. Mà có qua lại với hoạn quan thì đây chính là con đường phải chết, dù bị xử trảm ngay lập tức cũng chẳng oan uổng. Luật pháp là chết, người áp dụng luật pháp là sống. Là quan chủ trì ngự sử đài,
Trường Sinh có sự linh hoạt và chừng mực rất lớn khi mà áp dụng luật pháp. Nhưng lần này hắn không chút do dự. 27 người bị bắt đều bị đề nghị xử trảm ngay. Ba tên sai dịch bị bắt trước đó cũng chẳng ngoại lệ. Đại đầu đoán Trường Sinh nhất định sẽ xử nặng, nhưng mà không ngờ hắn lại ra tay tàn độc, một người cũng không tha như vậy. Trường Sinh nói với cả Dương Khai đang ngồi dưới sảnh: cái chuyện xảy ra ở Trường An, chúng ta không thể không báo. Sáng mai, người hãy đến tấu trình việc này lên triều đình. Chờ cho Dương Khai gật đầu, Trường Sinh lại nói: chỉnh đốn lại triều cương không phải lời nói suông. Cứ lấy Tế Châu ra khai đao, giết cả dọa khỉ. Sáng mai ta sẽ đích thân đến Tế Châu. Còn Đại Đầu Dư Nhất, các ngươi đi cùng ta. Đại Đầu và Dư Nhất gật đầu đáp ứng. Trường Sinh lại nhìn về phía của Thích Huyền Minh: đại sư, còn ngươi có muốn cùng chúng ta đi dạo một vòng không? Nghe Trường Sinh nói, Thích Huyền Minh không lập tức trả lời. Thấy hắn do dự, nỗi lo lắng trong lòng Trường Sinh lại tăng thêm vài phần. Xem ra Thích Huyền Minh đã bị một nữ tử nào đó trong Ám Hương Lâu làm loạn tâm thần rồi. Thấy Thích Huyền Minh không muốn đi cùng, Trường Sinh cũng không ép buộc hắn. Thôi vậy, ngươi đừng đi nữa. Ở lại dẫn bộ khoái cùng người của bộ hộ điều tra, tịch thu tài sản của Tế Châu tiến tấu viện. Còn chưa đầy 2 canh giờ nữa là trời sáng, mọi người về nghỉ ngơi một chút đi. Giờ mão ba khắc xuất phát, mang theo 50 bộ khoái đi cùng. Sau đó mọi người lần lượt lui ra, Trường Sinh một mình lui về hậu viện. Hắn không vội về chính phòng phía bắc mà đi đến tây xương trước. Nhìn Hắc công tử đang nằm trên đống cỏ khô, trong lòng Trường Sinh cảm thấy rất yên tâm. Có lẽ vì nhiều năm sống cùng lão hoàng, hắn đối với cả những loài vật không biết nói này có sự gần gũi và tin tưởng khó tả. Sau khi ở lại chuồng ngựa ở tây xương với cả Hắc công tử một chút, Trường Sinh trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Đến giờ mão ba khắc, Đại Đầu đến gõ cửa. Trước tiên là mang nước nóng đến cho hắn, lúc hắn rửa mặt lại mang cơm đến. Trường Sinh thì vẫn chưa quen với việc Đại Đầu chăm sóc mình chu đáo như vậy. Trước đây cũng đã nói hắn nhiều lần rồi, nhưng Đại Đầu cứ không nghe. Trường Sinh cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành hắn làm như vậy. Nhưng lòng người đều là thịt. Đại Đầu đối với cả Trường Sinh càng tốt thì áp lực trong lòng Trường Sinh càng lớn. Bởi vì hắn biết Đại Đầu kinh mạch bị tổn thương, tuổi thọ chỉ còn khoảng 2 năm. Mà trong Thiên Kim Dược Phương lại không có phương thuốc chữa trị. Hắn cũng đã từng suy nghĩ về Thiên Tàm Thần Công, nhưng Thiên Tàm Thần Công dường như là cũng không áp dụng được cho trường hợp của Đại Đầu. Sau khi mà thu dọn mọi thứ, mọi người lên đường. Trường Sinh với cả Đại Đầu Dư Nhất phi ngựa đi trước, phía sau là 50 bộ khoái của Ngự Sử Đài. Ngoài ra còn có một chiếc xe ngựa hay ngựa kéo, trên xe chở khổ chủ Trương Vương Thị và Trương Lâm Thị. Hắc công tử trước đây đã từng phi nước đại đường dài, lần này Trường Sinh không nỡ thúc ngựa quá nhanh, hơn nữa còn có một đám bộ khoái đi cùng, cũng không thể chạy quá nhanh được. Tế Châu nằm ở phía đông nam của Trường An, cách Trường An khoảng 1.500 dặm. Theo tốc độ hiện tại ước tính, trên đường đại khái cần đến khoảng 3-4 ngày trời. Trường Sinh đến Trường An sau đó đã từng đi xa 2 lần. Một lần là đến Hà Gian để mà cứu Lý Trung Dung, còn lần khác là đến Khánh Dương để giải cứu Ba Đổ Lỗ. 2 lần này đều là lòng như lửa đốt, trên đường cũng không vội vàng đi về. Lần này ra ngoài so với cả 2 lần trước thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Lần này đến Tế Châu để xử lý cũng không phải việc gì cấp bách. Vừa hay nhân cơ hội ra ngoài hít thở không khí, tìm hiểu dân tình, tránh ở lâu trong Trường An, không tiếp xúc thực tế mất đi khách quan. Tình hình gần Trường An còn đỡ. Đi ra khỏi vài trăm dặm, cảnh tượng nhìn thấy dọc đường đều tiêu điều đổ nát. Trên đường thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy người đói, nhưng may là số lượng không nhiều cho lắm. Cái chỗ phát cháo cứu tế dân đói phần lớn được đặt ở ngoài thành. Trên đường đi có thể nhìn thấy không ít chỗ phát cháo của quan phủ. Chỗ phát cháo thường phát cháo 2 lần một ngày, mỗi lần 2 lạng, cũng chính là 1 muôi gỗ. Trường Sinh chưa bao giờ cảm thấy quyền lực của mình lớn đến mức nào, nhưng tình hình ở chỗ phát cháo nhìn thấy dọc đường khiến hắn có nhiều cảm xúc. Số tiền cứu trợ thiên tai của các châu quận phủ này đều là do hắn trước đây quyết định số lượng và phân bổ phát ra. Hắn cấp cho châu quận nào nhiều ngân lượng một chút thì cháo trong bát của dân đói sẽ đặc hơn một chút. Sinh tử của nhiều người như vậy đều nằm trong tay một mình hắn. Điều này khiến cho hắn cảm nhận được áp lực chưa từng có. Cũng là cứu khổ cứu nạn, dù là hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa, hay là thần y chữa bệnh cứu người, hoặc là tăng nhân khổ tâm khuyên người hướng thiện,
những việc họ làm có thể so với nhất phẩm đại viên đều rất là nhỏ bé. Muốn làm việc lớn, làm việc thiện lớn thì vẫn phải có địa vị cao mới được. Một đại phu bận rộn cả buổi có thể cứu được một người. Còn một quan viên có địa vị cao, một quyết định có thể cứu sống hàng ngàn hàng vạn người. Nhưng ngược lại cũng như vậy, đại phu sơ suất chỉ hại chết một người. Còn nếu quan lớn đưa ra quyết định sai lầm có thể hại chết rất là nhiều người. Lại nói thì phần lớn thời gian Trường Sinh đều cùng Đại Đầu và Dư Nhất chạy phía trước, bộ khoái và xe ngựa theo sau cách 10 dặm. Gặp chỗ phát cháo, Trường Sinh sẽ xuống ngựa đến kiểm tra tình hình phát cháo. Dù là sai dịch phụ trách phát cháo hay là quan viên giám sát phát cháo đều rất là khách khí với hắn, không hề quát tháo hay là xua đuổi. Không phải là những quan lại này khiêm nhường thân thiện, cũng không phải là họ biết trước là Trường Sinh sẽ đi qua đây, mà là họ đều là những người lăn lộn trên chốn quan trường, kiến thức rộng rãi, có thể dựa vào khí độ ung dung ở trên người Trường Sinh để phán đoán hắn không phải người tầm thường. Phàm là những người có địa vị cao thì nhất cử nhất động đều sẽ mang theo sự tự tin và ung dung. Khiêm nhường lễ phép cũng tốt, bình dị gần gũi cũng được, hay là thanh cao tự phụ hoặc cố tỏ ra cao thâm, những thứ này đều có thể giả vờ. Duy chỉ có sự tự tin và ung dung là không thể giả vờ được. Chưa đến vị trí và độ cao đó, dù có giả vờ giống đến đâu thì trong lời nói và hành động cũng lộ ra sự cố ý và gượng gạo. Cũng bởi vì số người quá đông, buổi tối chỉ có thể nghỉ chân ở dịch trạm. Dịch trạm nằm ngay bên cạnh chỗ phát cháo. Bên ngoài dân đói ăn cháo loãng, còn dịch trạm chuẩn bị cho Trường Sinh lại là 4 món mặn và 4 món chay. Trường Sinh không vì muốn thể hiện sự thanh cao của mình mà chỉ trích người của dịch trạm. Bởi vì triều đình đã có quy định rõ ràng rồi, nhất phẩm đại viên đi công tác nghỉ chân ở dịch trạm ít nhất cũng phải là 4 món mặn và 4 món chay, kèm theo 4 món điểm tâm, 4 món hoa quả nữa. Làm việc thiện thì không cần câu nệ tiểu tiết. Làm việc thiện cũng không phải làm cho người khác xem, càng không phải làm phô trương để lấy tiếng. Cũng bởi vì mấy ngày trước đều không ngủ ngon, đến canh 2 Trường Sinh liền đi ngủ, nằm xuống rất nhanh đã ngủ say. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài trạm dịch truyền đến tiếng la hét và tiếng kêu gào của mọi người, âm thanh ồn ào và hoảng loạn. Cái đuôi kìa, cô ta không phải người, cô ta không phải người, ôi yêu quái. Nghe rõ tiếng la hét bên ngoài dịch trạm, Trường Sinh trong lòng giật mình, vội vàng lật người ngồi dậy, khoác áo ngoài xỏ giày xuống đất. Lúc hắn đẩy cửa ra, Đại Đầu và Dư Nhất cũng từ phòng bên cạnh chạy ra. Ba người nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, mượn lực vài lần rồi nhảy ra khỏi dịch trạm. Đây là một con đường lớn ở phía nam bắc, dịch trạm nằm ở phía đông đường, còn chỗ phát cháo thì ở phía bắc dịch trạm. Nơi phát ra tiếng kêu sợ hãi chính là những nơi mà những người đói tụ tập gần chỗ phát cháo. Cũng bởi vì quá nhiều người đói tụ tập gần chỗ phát cháo, sau khi hoảng sợ họ chạy tán loạn trong bóng tối, cảnh tượng rất là hỗn loạn. Trường Sinh vội vàng nhìn quanh tìm kiếm yêu quái mà mọi người nói tới. Trong tiếng la hét hoảng loạn đó còn lẫn tiếng khóc lóc thảm thiết chói tai. Người kêu khóc là một nữ tử, kêu là Con ta. Ngay tại lúc mà Trường Sinh đang vội vàng tìm kiếm thì Dư Nhất ở bên cạnh đã phát hiện trước, liền giơ tay chỉ về phía tây. Đại nhân, ở đằng kia kìa. Trường Sinh nhìn theo hướng của Dư Nhất chỉ, thấy ở trong đêm tối có một bóng xám đang nhanh chóng di chuyển về phía tây trên cánh đồng. Nhìn dáng người thì người này hẳn là một nữ tử lưng còng. Tuy nhiên tư thế di chuyển của nàng ta rất là kỳ lạ, vừa chạy nhanh vừa liên tục dùng tay phải bám đất để mà tăng tốc, còn tay trái thì ôm trước ngực, rõ ràng đang ôm thứ gì đó. Không đợi cho Trường Sinh ra lệnh, Dư Nhất đã lao ra, Trường Sinh và Đại Đầu theo sát phía sau. Trường Sinh tu vi cao nhất, thân pháp cũng huyệt diệu nhất, thi triển truy phong quỷ bộ rất nhanh đã vượt qua Đại Đầu và Dư Nhất. Nhưng mà ba người lúc này cách người phụ nữ kia đến khoảng 5 trượng, mà phía tây cách 2 dặm là rừng sâu núi thẳm. Nếu để cho nàng ta chạy vào trong rừng rậm thì e rằng rất khó tìm kiếm và ngăn chặn được. Vừa đuổi theo, Trường Sinh vừa nhìn chằm chằm vào người phụ nữ phía trước. Tốc độ di chuyển của người này vượt xa người thường, nhưng mà khi di chuyển lại không có khí tức lộ ra. Như vậy thì không biết yêu vật hóa thành phụ nữ này có tu vi gì. Nhưng có một điều chắc chắn là thứ này nhất định không phải là người, tư thế chạy đã không đúng rồi. Lúc này thì yêu quái hóa thành phụ nữ kia đã nhận ra có người đuổi theo phía sau, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cũng bởi vì Trường Sinh luôn nhìn chằm chằm yêu quái này, cho nên trong khoảnh khắc nó quay đầu,
hắn đã nhìn rõ dung mạo của nó. Thứ này tuy hóa thành phụ nữ nhưng dung mạo không hề có sự tinh tế và thanh tú của nữ tử. Mặt nhọn như khỉ cũng tạm chấp nhận, còn lại có hai cái răng cửa to tướng nữa. Nhận thấy có người đuổi theo phía sau, con yêu quái liền ra sức tăng tốc chạy như điên về phía rừng rậm không xa. Lúc này thì Trường Sinh đã cách yêu quái kia không đến 50 trượng, đã có thể nhìn thấy tay trái của nó đang ôm một cái bọc. Nhưng mà đứa trẻ trong bọc lại không hề phát ra tiếng khóc. Phát hiện điểm này, Trường Sinh thầm kêu không ổn. Lúc nãy khi mà yêu quái quay đầu lại, hắn đã chú ý thấy khóe miệng của nó có vết máu. Như vậy đứa trẻ trong bọc rất có thể đã bị nó ám hại rồi. Theo khoảng cách giữa hai bên dần dần rút ngắn, yêu quái kia càng lúc càng gần rừng rậm phía tây. Thấy đối phương sắp chạy vào rừng mà mình không thể ngăn cản nó trước khi nó chạy vào rừng, Trường Sinh bèn nhanh trí, vừa chạy vừa đá một hòn đá gần đó, sau đó lao nhanh về phía trước. Sau khi chạy được hai trượng thì chụp lấy hòn đá, xoay người lấy đà, dùng hết sức ném hòn đá về phía con yêu quái. Lúc này đây thì con yêu quái cách rừng rậm không đến 5 trượng, đang dốc toàn lực chạy, lại bị hòn đá của Trường Sinh dùng hết sức ném trúng lưng, đột nhiên bị trọng thương, mất thăng bằng, vừa kêu lên đau đớn vừa ngã uịch xuống đất. Thấy yêu quái ngã xuống, bọc trong tay văng ra, Trường Sinh vội vàng xông lên, dốc hết sức cuối cùng chụp được cái bọc trước khi mà nó rơi xuống đất. Vừa chụp được cái bọc, còn chưa kịp cúi đầu xem đứa trẻ sống chết ra sao, thì yêu quái ở trên mặt đất đã kêu lên bỏ dậy, nhảy về phía rừng phía tây. Trường Sinh thấy vậy vội vàng né người sang ngang, xoay người đá một cái, đá bay yêu quái đang ở giữa không trung trở lại. Lúc này thì Dư Nhất và Đại Đầu cũng đuổi đến. Dư Nhất bèn rút Hàn Nguyệt đao ra, Đại Đầu thì giơ ra Âm Dương Luân, một trái một phải chặn đường con yêu quái. Bởi vì không nhận được lệnh của Trường Sinh, hai người không vội vàng ra tay. Con yêu vật bị Trường Sinh đá một cái, sau khi tiếp đất tuy lập tức lộn người bò dậy, nhưng khí tức đã rối loạn, không thử đột phá nữa, mà chống tay chân xuống đất, ngẩng đầu nhe răng thị uy với ba người. Trường Sinh nhân cội mở bọc xem đứa trẻ, thì lại phát hiện cổ của đứa trẻ đã be bét máu, tuy vẫn còn đang co giật nhưng đã không thể cứu chữa được nữa. Đứa trẻ bị hại này mới chỉ có 1 tuổi, vì nạn đói mà thiếu ăn, tứ chi gầy guộc, đầu lại to, lúc sắp chết còn mở mắt miệng khẽ động, hẳn đang gọi mẹ. Trường Sinh tinh thông y thuật, nếu đứa trẻ này là một đứa trẻ bình thường, dù bị cắn đứt cổ họng hắn cũng có cách cứu chữa. Nhưng đứa trẻ này vốn đã khí huyết không đủ, lại mất máu quá nhiều, dù là thần y tái thế bây giờ cũng chẳng thể cứu sống được. Cảnh tượng thảm thương của đứa trẻ khiến cho Trường Sinh tức giận vô cùng, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống, lạnh lùng nhìn con yêu quái đang chống 4 chân xuống đất, nhe răng gầm gừ. Ngươi là yêu quái gì? Trường Sinh nhíu mày quát hỏi. Không biết là yêu quái không biết nói hay là không muốn trả lời, chỉ nhe răng gầm gừ không trả lời. Yêu quái không trả lời, Dư Nhất lại tiếp lời. Đại nhân, thứ này đạo hạnh không sâu, còn chưa thể hoàn toàn hóa thành hình người, phía sau mông nó còn có một cái đuôi chuột đó. Nghe Dư Nhất nói, Trường Sinh nghiêng đầu nhìn kỹ. Quả nhiên yêu quái hóa thân thành phụ nhân này, phía sau mông đúng là có một cái đuôi dài và mảnh. Hơn nữa chuột đúng là có thói quen cắn cổ con mồi. Long Hổ Sơn giỏi nhất là pháp thuật, hàng yêu trừ ma cũng là sở trường, nhưng mà Trường Sinh không làm phép. Một là lần này ra ngoài hắn không mang theo đồ vẽ bùa, hai là đúng như Dư Nhất nói, con yêu quái này đạo hạnh không sâu, muốn giết nó đúng là không cần vẽ bùa phép làm gì. Sau một hồi lạnh lùng nhìn, Trường Sinh nhìn Dư Nhất. Dư Nhất hiểu ý, lập tức vung đao ra tay. Đại Đầu bên cạnh cũng theo đó mà xông lên, cùng nhau đối phó với cả kẻ địch. Trong ba người chỉ có Trường Sinh là không mang theo binh khí. Yêu quái kia tuy trước đó đã từng chịu thiệt dưới tay hắn, nhưng khi đối mặt với cả lưỡi đao sắc bén của Dư Nhất và Âm Dương Luân xoay nhanh của Đại Đầu, thì vẫn theo bản năng chọn phía tây nơi Trường Sinh đang đứng để mà đột phá. Trong khoảnh khắc nó nhảy lên, Trường Sinh nắm lấy cơ hội xoay người đá ngang, một lần nữa đá nó trở về. Chờ đợi con yêu quái rơi xuống đất, thì Dư Nhất đã bay lên đá thêm một cước. Cước này là trực tiếp đá yêu quái hiện nguyên hình, là một con chuột lông xám to như là con chó nhà. Đại Đầu vốn là định trực tiếp giết chết con yêu quái này, thấy yêu quái hiện nguyên hình liền thay đổi chủ ý. Hai cánh tay chắp vào nhau, hai thanh đoản đao sắc bén lập tức hóa thành một chiếc khiên tròn ngắn vào cánh tay phải. Đợi đến khi mà con chuột bay tới gần thì lập tức vung khiên đánh mạnh, kèm theo một tiếng rên ử, con chuột lớn ngã thẳng xuống đất ngất đi. Đại Đầu bước tới dùng chân đá thử. Mẹ kiếp, sao con chuột lại lớn như thế này nhỉ? Dư Nhất thuận miệng mà đáp.
chắc là sống lâu năm rồi. Sư Thái, ngươi đã từng thấy con chuột nào lớn như vậy chưa? Đại Đầu hỏi tiếp. Chưa bao giờ, Dư Nhất lắc đầu. Thấy Trường Sinh đến gần, Đại Đầu ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Đại nhân, giờ xử lý thứ này như thế nào? Tình huống tương tự thì Trường Sinh không phải lần đầu tiên gặp, nhưng bắt sống thì là lần đầu tiên. Trước tiên cứ kéo nó về, xem có thể thẩm vấn trò chuyện được không. Đại Đầu gật đầu bước tới nắm đuôi con chuột kéo mạnh. Trường Sinh chỉ vào thi thể đứa trẻ nói với cả Dư Nhất. Mang nó về nữa, giao cho người nhà của nó an táng tử tế. Lại nói nghe Trường Sinh nói thì Dư Nhất bước tới bế đứa trẻ trong bọc lên. Lúc này đứa trẻ đã tắt thở. Dư Nhất niệm một câu A-di-đà Phật, sau đó im lặng niệm kinh Tử Bi Siêu Độ cho nó. Về phần Đại Đầu thì kéo con chuột lớn đi trước, Dư Nhất ôm bọc theo sau. Lo lắng còn đồng loại của con chuột lớn ẩn nấp trong rừng rậm, Trường Sinh không vội lên đường, đứng ở bìa rừng quan sát một lúc rồi mới bước nhanh đuổi theo hai người. Trên đồng ruộng có nhiều đá lởm chởm, Đại Đầu kéo chưa được bao xa, con chuột lớn đã bị va vào đá tỉnh lại. Dư Nhất nhanh tay nhanh mắt, không đợi con chuột lớn lật người cắn người, đã bước lên đá thêm một cái, lại đá nó bất tỉnh. Những người dân đói kia vì để ngày mai có thể sớm nhận được cháo mà ở lại gần chỗ phát cháo. Sau khi bị hoảng sợ, mọi người cũng không đi xa mà tụ tập gần dịch trạm, mượn ánh sáng của đèn lồng trước cửa dịch trạm để xua tan nỗi sợ hãi, ổn định tinh thần. Xảy ra biến cố như vậy, bộ khoái đi cùng và người của dịch trạm không khỏi ra xem tình hình. Người phụ nữ bị mất con đang quỳ khóc trước dịch trạm, vừa khóc vừa cầu xin, hy vọng là người của dịch trạm có thể giúp tìm kiếm và cứu con mình. Người của dịch trạm cũng chỉ là binh lính bình thường, không có linh khí tu vi, không thể nhìn rõ trong đêm tối, dù muốn giúp đỡ cũng lực bất tòng tâm. Bộ khoái của ngự sử đài tuy rằng có linh khí tu vi, nhưng mà không có lệnh của cấp trên, họ cũng không được tự ý hành động. Đợi cho ba người đến gần, có người tinh mắt nhìn thấy Đại Đầu kéo theo một con chuột lớn phía sau. Cũng có người nhìn thấy Dư Nhất ôm một cái bọc trong ngực. Người phụ nữ kia được người khác nhắc nhở, quay đầu nhìn thấy trong bọc trên ngực của Dư Nhất, vội vàng chạy tới. Vừa liên tục nói cảm ơn, vừa giật lấy cái bọc trong ngực của Dư Nhất. Chưa đợi cho người phụ nữ mở bọc ra, Dư Nhất đã nói: con của ngươi đã bị yêu quái cắn chết rồi. Vừa nghe thấy Dư Nhất nói, cái chút hy vọng nhen nhóm của người phụ nữ kia lập tức tan vỡ, vội vàng mở bọc ra. Ngay sau đó liền phát ra tiếng khóc lóc thảm thiết. Dư Nhất thì không an ủi người phụ nữ kia, chỉ đứng bên cạnh bất lực nhìn nàng. Lúc này thì Trường Sinh đã bắt đầu hối hận bởi vì đã mang thi thể đứa trẻ về. Chỉ cần không nhìn thấy thi thể đứa trẻ thì người phụ nữ này còn có thể ôm hy vọng, giữ ảo tưởng được. Nhưng nghĩ lại, mang thi thể đứa trẻ về vẫn là đúng. Điều chưa biết là thứ dày vò người ta nhất. So với cả dự sằn vặt và nghi ngờ vô tận thì sự thật tàn khốc dường như lại không quá mức tàn khốc. Bởi vì dù sự thật có tàn khốc đến đâu thì cũng tốt hơn là không biết gì. Các người còn ngây ra đó làm gì? Mau đi lấy dân thường buộc nó lại. Đại Đầu hét lớn với cả mấy người dịch trạm đang sợ hãi. Nghe tiếng Đại Đầu quát, người của dịch trạm vội vàng quay người chạy vào trong dịch trạm tìm dây thừng. Những nạn dân đói trước đó tuy bị hoảng sợ, nhưng lần này nhìn thấy chân tướng của yêu quái thì lại không còn sợ hãi nữa. Xúm lại quan sát con chuột lớn lông xám đang nằm ngửa bụng. Đúng vào lúc này thì con chuột lớn đột nhiên động đậy. Mọi người thấy vậy thì hồn bay phách lạc, vội vàng lùi ra xa. Người của dịch trạm nhanh chóng mang dây thừng đến. Thấy họ sợ sệt, run rẩy, bộ khoái tỏ vẻ khinh thường, nhận lấy dây thừng tiến tới trói. Sợ bọn họ trói không chặt, Đại Đầu liền tự mình ra tay, trói con chuột lớn đến mức không thể động đậy được nữa. Mà Đại Đầu thì rất biết cách làm cho Trường Sinh nở mày nở mặt. Sau khi trói xong con chuột lớn, hắn chỉ vào Trường Sinh nói với cả mọi người xung quanh. Vị này chính là Thái Sư Đương Triều, hộ bộ thượng thư kiêm ngự sử đại phu Lý Đại Nhân. Lý Đại Nhân là trụ cột của quốc gia, văn võ song toàn. Còn yêu quái này là do chính Lý Đại Nhân đích thân hàng phục đó. Lúc này Trường Sinh đang suy nghĩ cách xử lý con chuột này. Nghe Đại Đầu bên cạnh tâng bốc mình liền xua tay với hắn, ra hiệu choán dừng lại. Sau khi xua tay, Trường Sinh ngẩng đầu nhìn người của dịch trạm trước cửa. Các ngươi là sai dịch ở đây, có biết gì về yêu quái này không? Thấy người của dịch trạm đều lắc đầu, Trường Sinh lại đổi cách hỏi. Con yêu quái này là lần đầu tiên xuất hiện, hay là trước đây đã từng xuất hiện rồi?
Trước đây ở gần đây đã từng xảy ra chuyện yêu quái hại người bao giờ chưa? Người của dịch trạm vẫn là lắc đầu, nhưng ngược lại có người trong số những nạn dân đói lên tiếng. Dạ, bẩm đại nhân, cái chuyện trẻ con bị mất tích những năm này đã xảy ra rất nhiều lần rồi ạ. Dạ đúng, không chỉ là trẻ con bị mất tích mà gia súc cũng thường xuyên mất tích một cách khó hiểu đó ạ. Đúng đó, ban đầu chúng tôi còn tưởng là hổ sói trong núi quấy phá, nhưng không ngờ lại là một con chuột tinh như vậy. Nghe ông tôi kể, trong núi này có một con yêu quái lông đen, mỗi năm đều phải ăn thịt mấy bé gái liền đó. Đúng lúc mà mọi người đang bàn tán xôn xao, con chuột lớn dần dần tỉnh lại. Thấy xung quanh có nhiều người, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện ra mình đã bị trói, liền kêu la chói tai và dãy giụa kịch liệt. Trong lúc dãy giụa thì con chuột lớn liên tục biến đổi giữa nguyên hình và hình người. Dưới ánh đèn lờ mờ, sự biến đổi kỳ lạ này trông rất là đáng sợ. Không biết là yêu quái này đạo hạnh còn kém, không thể biến hóa tùy ý, hay là do đại đầu trói quá chặt, con chuột lớn tuy dãy giụa kịch liệt nhưng mà vẫn không thể thoát ra khỏi dây thừng. Thấy không thể thoát được, con chuột lớn đột nhiên im lặng, hai mắt lóe lên ánh sáng u ám nhìn chằm chằm vào Trường Sinh. Cái khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt con chuột khổng lồ, Trường Sinh có một cảm giác quen thuộc. Cái gọi là quen thuộc này không phải đã từng nhìn thấy con chuột khổng lồ này trước đây, mà là một cảm giác rợn tóc gáy, da đầu tê dại khi mà bị con chuột nhìn chằm chằm. Hắn cảm giác này rất quen thuộc. Trước đây khi còn ở Vương Gia Thôn, mỗi khi trời âm u có sấm sét, hắn đều phải trốn trong hang động ngoài làng. Trên đường đến hang động, hắn thường có một cảm giác da đầu tê dại như thế này. Lúc đó hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác này. Sau khi bái sư vào Long Hồ Sơn, nghe một số vị pháp sư tiền bối giảng giải thì mới hiểu. Khi mà bị dị loại dòm ngó từ trong bóng tối, thì bản mệnh nguyên thần của con người mới cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Cảm giác da đầu tê dại này chính là bản mệnh nguyên thần đang cảnh báo. Thời gian nhìn chằm chằm vào con chuột khổng lồ càng lâu thì cảm giác da đầu tê dại, tim đập nhanh khó thở càng tăng lên. Khoảng thời gian trước đây sau Tết thì Trường Sinh vẫn luôn nghiên cứu thuật pháp của Long Hồ Sơn, biết rằng một số dị loại có khả năng làm rối loạn tâm trí con người, điều khiển tâm trí của người khác. Con chuột khổng lồ lúc này đang nhìn chằm chằm vào hắn, chắc chắn là đang thi triển khả năng mê hoặc, muốn điều khiển thần trí của hắn. Thấy con chuột khổng lồ ăn thịt người, hại người lại dám thử điều khiển mình, Trường Sinh tức giận nổi lên sát khí hiện ra. Cùng lúc hắn nổi lên sát khí thì cảm giác da đầu tê dại, tim đập nhanh khó thở cũng biến mất. Mê hoặc không thành, con chuột khổng lồ tỏ ra khá đau đớn, sau đó quay đầu nhìn về phía phu trạm ở cửa dịch trạm. Ngay khi bị nó nhìn chằm chằm thì ánh mắt của một phu trạm trở nên trống rỗng mơ hồ, ngay lập tức rút đao bên hông ra, chậm rãi đi về phía con chuột khổng lồ. Dư Nhất thì vẫn luôn chú ý đến mọi hành động của con chuột khổng lồ, nhận thấy có điều bất thường, không đợi tên phu trạm kia vung đao chém đứt dây thừng, liền đạp một cái vào đầu con chuột khổng lồ. Một cước này khiến cho con chuột khổng lồ kêu lên đau đớn, còn tên phu trạm kia thì cũng hoàn hồn, vẻ mặt ngơ ngác nghi hoặc nhìn xung quanh một cách mờ mịt. Chuột tinh, ta cho ngươi thành thật một chút đó, đại đầu tức giận mà quát. Trường Sinh vốn còn muốn thử giao tiếp với cả con chuột khổng lồ này để mà hiểu thêm về dị loại yêu ma. Vừa thấy đại đầu quát xong, con chuột khổng lồ này vẫn đang kêu la đau đớn, liền đoán ra là con yêu quái này có thể là không hiểu tiếng người. Đã không hiểu thì đương nhiên không thể nói, e rằng khó có thể giao tiếp được. Đợi cho con chuột khổng lồ dần dần yên tĩnh lại, Trường Sinh lạnh lùng nói. Dị loài hóa thành hình người ít nhất có phải đạo hạnh trăm năm trở lên. Ngươi không chuyên tâm tu hành, thấu hiểu thiên đạo, lại đi ăn thịt người hại người, gây họa cho nhân gian bách tính, thật sự tự tìm đường chết. Trường Sinh nói chuyện trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào con chuột khổng lồ. Căn cứ vào biểu cảm và thần thái của con chuột khổng lồ thì những gì hắn nói con chuột khổng lồ đều không hiểu. Thấy Trường Sinh nói xong, con chuột khổng lồ không có phản ứng gì. Đại đầu từ bên cạnh lớn tiếng hỏi. Nói, hang ổ của ngươi ở đâu? Có đồng bọn không? Đại đầu đột nhiên lên tiếng khiến con chuột khổng lồ giật mình, sau đó lại bắt đầu vùng vẫy dãy giụa. Ngay lúc này thì cái người phụ nữ mất con gào thét lao tới, điên cuồng nhào vào người con chuột khổng lồ cào cấu đánh đập. Lo lắng con chuột khổng lồ sẽ bị người phụ nữ làm bị thương, đồng thời cũng lo lắng người phụ nữ trong lúc cào cấu đánh đập sẽ cởi dây thừng, đại đầu liền chạy qua kéo người phụ nữ đau khổ tột cùng kia ra. Sau khi đại đầu kéo người phụ nữ ra,
Trường Sinh quay đầu nhìn về phía của Dư Nhất. Dư Nhất hiểu ý, rút đao chém xuống, trực tiếp chém đứt đầu con chuột khổng lồ đang giãy giụa dữ dội. Những người vây xem kinh hô lùi lại. Dư Nhất lắc cổ tay, hất văng những giọt máu dính trên đao, thu đao vào vỏ. Máu của con chuột khổng lồ rất là tanh hôi. Trường Sinh thì rất chán ghét cái mùi này, liền bước về phía cổng dịch trạm. Đại Đầu cũng buông người phụ nữ ra, nhanh chóng đuổi theo. Dư Nhất lấy từ trong túi bên hông ra 2 lượng bạc vụn, nhét vào tay của người phụ nữ mất con. Lúc mà đứa bé vẫn còn sống có thể thiếu ăn thiếu mặc, sống nay chết mai, gặp phải tai họa này cũng coi như giải thoát. Hãy mua một chiếc quan tài, an táng cho nó tử tế đi. Người phụ nữ khóc không thành tiếng, không thể nói lời cảm ơn chỉ có thể quỳ xuống dập đầu. Lúc này thì Dư Nhất đã đi về phía cổng, thấy người phụ nữ quỳ xuống liền ra hiệu cho phu trạm ở cửa đỡ nàng dậy. Sau đó 3 người trở về dịch trạm, bộ khoái cũng theo đó trở về, mỗi người về phòng của mình. Chuyện xảy ra vào canh 3, lúc này mới là canh 4, còn sớm mới đến lúc trời sáng. Trường Sinh trở về phòng lại nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Từ khi hắn một mình đến các Tạo Sơn đã xảy ra rất nhiều tình huống tương tự, gặp nhiều rồi cũng thành quen. Mặc dù là nhắm mắt nhưng mà Trường Sinh không ngủ ngay. Trong đầu vẫn luôn quanh quẩn câu nói quốc gia sắp diệt vong ắt có yêu nghiệt. Lý do hắn muốn thẩm vấn con chuột tinh kia là hy vọng thông qua việc thẩm vấn những dị loại thành tinh này tìm ra quy luật chúng ra ngoài gây họa. Nói trắng ra là nguyên nhân khiến yêu nghiệt xuất hiện hàng loạt là gì? Chúng làm như thế nào có thể cảm nhận được quốc gia sắp diệt vong chứ? Bất kể chuyện gì đều có quy luật của nó, vận mệnh quốc gia và khí số cũng không ngoại lệ. Nếu như có thể thông qua việc thẩm vấn những dị loại này, tìm ra căn nguyên ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia và khí số, liệu có thể biến tiến hành sửa chữa và thay đổi tận gốc được hay không? Suy nghĩ một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, ý thức dần dần mơ hồ. Ngay tại lúc nửa tỉnh nửa mê đó, Trường Sinh đột nhiên nghe thấy một tiếng bước chân ngoài cửa. Tiếng bước chân này rất là nhẹ, tốc độ cũng rất là chậm. Trường Sinh quen thuộc với cả tiếng bước chân của Dư Nhất và Đại Đầu. Tiếng bước chân ngoài cửa không phải của bọn họ, cũng không phải của bộ khoái và phu dịch. Bởi vì bộ khoái và phu dịch đều còn trẻ, mà người trẻ tuổi bước đi rất nhanh. Mà tiếng bước chân ngoài cửa vừa nhẹ vừa chậm, hẳn là một lão nhân. Ngay tại lúc mà Trường Sinh cảm thấy nghi hoặc, muốn nghiêng tai lắng nghe kỹ hơn, thì lại đột nhiên phát hiện ra mình không thể cử động. Đầu óc rõ ràng tỉnh táo nhưng thân thể lại không thể động đậy được. Mặc dù tình huống tương tự trước đây chưa từng xảy ra, Trường Sinh lại biết mình bị bóng đè. Bởi vì cái cảm giác này giống hệt như là người đời vẫn nói về việc bị bóng đè. Ngay tại lúc hắn đang căng thẳng nghi hoặc, thì tiếng bước chân lại dừng trước cửa, kèm theo tiếng kéo kẹt chậm rãi, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Lúc này Trường Sinh nằm thẳng trên giường, tuy có thể mở mắt nhưng mà không thể quay đầu, chỉ có thể dùng khóe mắt nhìn thấy cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra. Lúc này mới qua giữa tháng đến nửa đêm, trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở cửa. Trường Sinh không thể quay đầu, không thể nhìn rõ diện mạo của người đến, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cái bóng đen dài bị ánh trăng chiếu vào mà thôi. Từ khi nhận ra mình bị bóng đè, Trường Sinh bắt đầu căng thẳng, bởi vì hắn là người luyện khí, tâm bình khí hòa, không nên bị bóng đè mới phải. Việc thân thể không thể tự chủ này chắc chắn là do bị một số yêu ma quỷ quái nào đó ảnh hưởng và khống chế. Thấy có người bước vào phòng, Trường Sinh càng thêm căng thẳng. Quả nhiên là kẻ đến không tốt, người tốt không đến. Người này lẻn vào trong phòng lúc nửa đêm chắc chắn là có ý không tốt. Điều khiến cho Trường Sinh căng thẳng không phải là bởi vì có người lẻn vào trong phòng ngủ, mà là bản thân hắn là đạo sĩ thụ lục, có tu vi tam động lam khí. Yêu vật quỷ quái có thể khiến cho hắn bị bóng đè không thể dậy được, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Lúc này người đến đã bước qua ngưỡng cửa vào phòng. Dịch trạm phương Bắc đều là giường đất. Căn phòng mà Trường Sinh ở là phòng phía Bắc. Giường đất hắn đang nằm ở phía tây bắc của căn phòng, cách cửa chỉ khoảng 2 trượng. Người đến sau khi vào cửa thì đi thẳng đến giường đất hắn đang nằm. Khi đi lại không hề lén lút rón rén, cũng không phải là vội vàng lo lắng, mà thong thả như là đang dạo chơi trong vườn mà thôi. Mặc dù thân thể không thể cử động, nhưng khứu giác của Trường Sinh thì không bị ảnh hưởng. Sau khi người này vào phòng, hắn đã ngửi thấy một cái mùi nhàn nhạt. Mùi này hẳn là mùi hôi của loài thú.
Theo người này đến gần thì mùi càng rõ ràng hơn. Trường Sinh lập tức nghĩ đến mùi tương tự đã từng người thấy trước đây. Là con chuột khổng lồ kia bị giết có mùi chính là cái mùi này. Lúc này thì cái bóng đen kia cách giường đất không đến một trượng. Người đến bước chân không lớn, khoảng cách một trượng cần đi bốn bước. Trường Sinh biết rõ thời gian dành cho mình không còn nhiều, phải thoát khỏi cái sự áp chế và khống chế của đối phương trước khi mà đối phương đến gần. Thời khắc càng nguy cấp càng phải giữ bình tĩnh. Trường Sinh không kêu la dãy giụa mà cố gắng vận chuyển linh khí thoát khỏi yêu thuật của đối phương. Linh khí trong cơ thể người luyện khí đều do tâm thần điều khiển. Trường Sinh cố gắng dùng ý niệm để vận khí thì lại phát hiện linh khí trong cơ thể hoàn toàn không chịu sự điều khiển của thần thức. Nói chính xác hơn là ý niệm của hắn đưa ra bị một loại trở ngại và quấy nhiễu nào đó. Linh khí trong cơ thể không thể cảm nhận được mệnh lệnh do thần thức đưa ra. Sau khi đến gần giường đất, bóng đen kia dường như có một chút thận trọng, tốc độ di chuyển hơi chậm lại. Trường Sinh nằm đầu hướng trách về phía bắc. Lúc này thì đã dựa vào khóe mắt nhìn rõ của diện mạo người đến. Người này là một ông lão áo đen mặt nhăn nhó, cao không quá 5 thước, lưng hơi gồ. Khóe miệng có hai chòm râu bạc trắng, chỉ nhìn tướng mạo hẳn đã gần khoảng 100 tuổi rồi. Cố gắng điều khiển linh khí không có kết quả, Trường Sinh không hồi tưởng lại các đạo thuật đã học trước đây. Bởi vì hiện tại hắn không thể cử động, không thể niệm chú cũng chẳng thể bấm quyết, căn bản không thể thi triển được pháp thuật. Trong lúc nguy cấp này thì Trường Sinh nhanh trí, từ từ thở ra không khí trong phổi, sau đó thì nín thở. Khi mà không thở được thì người ta sẽ cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Khi mà khó chịu đến một mức độ nhất định, linh khí trong cơ thể sẽ có cảm ứng và nhanh chóng vận hành. Biện pháp này không chỉ có hiệu quả với cả người luyện khí, mà ngay cả người bình thường khi bị bóng đè cũng có thể tăng tốc tỉnh lại bằng cách nín thở. Một bước, hai bước rồi ba bước. Theo đối phương chậm rãi đến gần, Trường Sinh căng thẳng đến mức da đầu tê dại, lông tơ toàn thân dựng đứng. Theo đối phương bước cuối cùng đến trước giường đất, thì một khuôn mặt xấu xí và âm trầm hiện ra trước mắt của Trường Sinh. Do khoảng cách quá gần, hắn thậm chí còn có thể ngửi thấy cái mùi hôi thối từ hơi thở của đối phương nữa. Lão già áo đen này chắc chắn cũng là chuột tinh biến thành người. Tuy là hình người mặt người, nhưng vẫn là một số đặc điểm của loài chuột. Lúc này Trường Sinh đang mở mắt, lão già áo đen nhìn thẳng vào mắt của hắn, sát khí trong mắt rất là đậm đặc. Có lẽ phát hiện ra Trường Sinh mặt đỏ tai hồng, lão già áo đen lo lắng đêm dài lắm mộng, cũng không chần chừ thêm nữa, biểu cảm dần dần trở nên hung ác dữ tợn, đồng thời môi hơi nhếch lên để lộ ra cái hàm răng nhọn hoắt. Trong lúc nín thở đó thì Trường Sinh không ngừng cố gắng co ngón tay nắm chặt thành quyền, bởi vì một khi mà khôi phục tự do, hắn có thể phản công ngay lập tức. Nín thở khiến cho linh khí trong cơ thể vận hành không thông, công pháp Hỗn Nguyên Thần Công cuối cùng cũng có phản ứng kích thích. Một lượng lớn linh khí trào ra từ đan điền khí hải, xông vào tứ chi bách hải quán. Linh khí vừa động, trên đỉnh đầu lập tức có khí sắc hiển lộ. Lão già áo đen thấy tình thế không ổn, lập tức đưa tay ấn lên đầu Trường Sinh, đồng thời há miệng cắn vào cổ họng của hắn. Ngay tại khoảnh khắc răng nanh của lão già áo đen chạm vào cổ của Trường Sinh, Trường Sinh đã thoát khỏi yêu thuật mê hoặc, khôi phục tự do. Tay phải nắm chặt thành quyền, linh khí thuần dương nhanh chóng tụ lại, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tung một quyền vào đầu của lão già áo đen. Lúc này lão già áo đen đang ở rất gần, Trường Sinh thậm chí có thể cảm nhận được cơn đau nhẹ bắt đầu truyền đến từ cổ. May mắn là nắm đấm phải của hắn đã tung ra rất kịp thời, không để cho răng nanh của lão già áo đen đâm thủng da thịt, đã giáng cho đối phương một đòn nặng nề, đánh cho lão già áo đen ngã lăn ra sau. Suýt bị đối phương ám toán khiến Trường Sinh tức giận bừng bừng. Sau khi đánh lui lão già áo đen, hắn lập tức nhảy lên. Trong lúc nhảy lên thì vặn eo quét chân, lại đánh trúng cổ bên trái của lão già áo đen. Lão già áo đen liên tiếp trúng hai đòn nặng, thân hình không vững ngã về phía bắc, đụng đổ bàn trà và chén trà ở phía bắc. Sau khi bị trọng thương thì linh khí trong cơ thể lão già áo đen cũng theo bản năng phòng ngự. Bất kỳ dị loại nào có thể hóa thành hình người đều có tu vi linh khí. Khi mà vận chuyển linh khí cũng có khí sắc hiển hiện, giống như người luyện khí. Cũng chia làm 3 bậc 9 cấp, đỏ, lam, tím. Lão già áo đen này là linh khí màu tím nhạt, tương đương với cả tu vi cư sơn của con người. Chỉ là trong màu tím nhạt của lão thì có lẫn khí đen đặc trưng của dị loại. Trường Sinh giỏi nhất là tấn công liên hoàn. Không đợi cho lão già áo đen ổn định thân hình, đã chống tay lên thành giường mận lực, lao nhanh xuống. Xoay cánh tay trên không trung tụ thế, lại tụ tập linh khí thuần dương đánh mạnh vào ngực của lão già áo đen.
Lão già áo đen do chuột tinh biến thành, tuy già yếu nhưng phản ứng lại rất là nhanh nhẹ, lăn ngay tại chỗ vội vàng tránh né. Trường Sinh đánh hụt một chiêu, lập tức xoay người trên không trung, đổi từ đấm bằng tay phải sang đá bằng chân trái. Cũng do biến chiêu quá nhanh, con chuột tinh không kịp phản ứng đã bị đá trúng eo, bay thẳng ra ngoài đập vào tường phía bắc. Trường Sinh tiếp đất bằng chân phải mượn lực, không đợi cho chuột tinh rơi xuống đất thì đã tung thêm một quyền trái đánh mạnh vào xương sườn bên trái của chuột tinh, lại một lần nữa đập nó vào bức tường phía bắc. Chuột tinh không ngờ Trường Sinh ra chiêu tàn nhẫn như vậy, phản ứng nhanh nhẹn như vậy. Sau khi liên tiếp bị trọng thương, nó vừa tay vừa chân bám vào tường phía bắc mượn lực, lao về phía cửa sổ phía sau, muốn phá cửa sổ chạy trốn. Trường Sinh đang bực bội trong lòng, làm sao có thể để nó chạy thoát, nhanh chóng đuổi theo, túm lấy cổ áo nó kéo về, ném mạnh xuống đất, liên tục tung chân điên cuồng đá đạp, bụp bụp bụp. Lại nói Trường Sinh chưa bao giờ từng tiếp xúc với cả yêu quái có tu vi tử khí, cũng không biết là chuột tinh này còn có yêu pháp gì. Không nắm rõ tình hình thì không dám sơ suất, sợ chuột tinh thi triển thuật pháp phản đòn chạy thoát, liền không cho nó cơ hội thở dốc, một cước tiếp một cước. Trong chốc lát đã có hơn 10 cái. Lúc đầu thì chuột tinh còn cố gắng đỡ đòn né tránh, về sau bị đá đến mức hồn vía lên mây, thất điên bát đảo, không còn chút sức lực nào để mà đánh trả, chỉ có thể kêu lên thảm thiết liên tục cầu xin tha thứ. Nếu đổi lại là đối thủ bình thường, đánh đến mức này cũng nên dừng tay rồi. Nhưng con chuột tinh này có tu vi cư sơn, lại có thể nói tiếng người, hẳn đã tu luyện mấy trăm, thậm chí là mấy nghìn năm. Lo lắng sau khi dừng tay con chuột tinh sẽ hồi phục lại tinh thần và thi triển yêu pháp, Trường Sinh nào dám rút lui. Mặc cho lão già áo đen do chuột tinh biến thành cầu xin tha thứ như thế nào, hắn chỉ làm như không nghe thấy, tiếp tục ra sức đấm đá, nhất tâm muốn đá cho nó bất tỉnh. Lúc này thì đại đầu và những người khác cũng đã nghe thấy tiếng động lạ trong phòng của Trường Sinh và vội vàng chạy đến. Đại đầu và Dư Nhất ở ngay sân bên cạnh Trường Sinh, hai người gần như đồng thời đến trước cửa phòng ngủ của Trường Sinh. Hai người vốn tưởng Trường Sinh gặp phải thích khách, ai ngờ đến nơi lại thấy Trường Sinh đang đánh một ông lão áo đen gầy gò trong phòng. Tuy rằng chiếm ưu thế, Trường Sinh lại không hề nương tay mà trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi, đá cho lão già kia lăn lộn trên đất kêu thảm thiết liên tục. Thấy tình hình này thì hai người nhìn nhau ngạc nhiên nghi hoặc. Thấy Trường Sinh không cần giúp đỡ, hai người không vào phòng mà là phân công chỉ huy bộ khoái đã nghe tin chạy đến bao vây toàn bộ sân này lại. Con chuột tinh kia có tu vi cư sơn, cho dù bị liên tiếp đánh mạnh cũng không bị ngất hay là hôn mê. Nó không ngất thì Trường Sinh cũng không dám lơ là, dốc hết sức mà đá liên tục. Như vậy con chuột tinh kia coi như đã nếm đủ cái mùi đau khổ, liên tục bị đá hơn 20 cái, bị đá đến mức mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ròng ròng mới ngất đi. Sau khi con chuột tinh ngất đi, hơi thở không ổn định, lập tức hiện ra nguyên hình là một con chuột lớn toàn thân lông đen. Con chuột tinh bị giết trước đó chỉ to bằng con chó nhà, còn con chuột lông đen này hóa thành ông lão, có thân hình to lớn hơn, nằm thẳng đơ ở đó, giống như là một con heo đen bị đánh ngất vậy. Thấy chuột tinh hiện nguyên hình, Trường Sinh mới dừng đá, lùi lại vài bước, quay đầu nhìn mọi người đang đứng ở cửa. Phát hiện ông lão áo đen lại là một con chuột biến thành, đại đầu và những người khác lập tức hiểu mọi chuyện. Đại đầu liền dõng người xông vào phòng, đồng thời hét lớn với cả bộ khoái ngoài cửa: "Nhanh, lấy dây thừng đi!" Nếu nằm trên đất là một con người, đại đầu có thể vặn tay bóp cổ, nhưng nằm trên đất lại là một con chuột lớn nặng khoảng 200 cân. Đại đầu quan sát một hồi không biết nên bắt đầu từ đâu. Lo lắng con chuột đen kia giả vờ ngất để chạy trốn, trong lúc cấp bách liền túm lấy cái đuôi của nó. Dư Nhất sau đó cũng xông vào phòng. Là một bộ khoái lão luyện, nàng biết cách bắt người nhưng lại không biết cách bắt chuột. Bất đắc dĩ chỉ có thể rút đao ra khỏi vỏ, kề vào cổ con chuột tinh đó. Đại đầu và Dư Nhất thì một người túm đuôi, một người kề đao vào cổ. Sau khi vào vị trí thì cả hai cùng quay đầu nhìn Trường Sinh, hy vọng hắn có thể làm gì đó để hoàn toàn chế ngự con yêu quái này. Trường Sinh biết hai người tại sao lại nhìn mình. Ở đợt sau Tết thì hắn cũng đã từng nghiên cứu về thuật pháp, nhưng cũng chỉ là lý thuyết suông, chưa từng thực chiến bao giờ. Đột nhiên gặp phải một con yêu quái lợi hại như vậy, cũng không biết làm như thế nào mới có thể hoàn toàn chế ngự nó. Tuy có thể nhớ ra một số phù chú hàng yêu trừ ma, nhưng lần này ra ngoài hắn cũng không mang theo vật dụng vẽ bùa. Bất đắc dĩ chỉ có thể nhíu mày lắc đầu, ra hiệu mình cũng không biết nên xử lý như thế nào tiếp theo. Không lâu sau đó thì bộ khoái mang dây thừng đến. Lần này bọn họ không để cho đại đầu ra tay nữa,
mà là một lượt xông vào trong phòng, ấn ngang quấn dọc, chói trên chói dưới. Mãi cho đến khi mà chói con chuột tinh giống như là cái bánh tét thì mới dừng lại, rồi lùi ra. Đại nhân, con chuột tinh này đến trả thù sao? Đại đầu nhìn Trường Sinh hỏi. Trường Sinh gật đầu. Mẹ kiếp, to gan lớn mật thật, dám chạy đến dịch trạm ám sát đại nhân. Đại đầu đá cho con chuột tinh một cái. Do trên người con chuột tinh bị quấn quá nhiều dây thừng, đại đầu đá một cái, chuột tinh liền lăn ra ngoài. Dư Nhất liền vội vàng giơ chân dẫm lên con chuột tinh. Hàn Nguyệt đao tiếp tục kề vào cổ của nó. Đại nhân, đêm dài lắm mộng, sửa thì hơn. Dư Nhất lộ ra sát khí. Từ từ đã, không thể giết được, giữ lại mạng sống của nó. Trường Sinh vội vàng xua tay ngăn cản. Thấy Dư Nhất có nhiều nghi hoặc, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Đạo hạnh của con chuột tinh này cao hơn con bị giết trước đó không ít. Không chỉ có thể hóa thành hình người, mà còn có thể nói tiếng người. Ta muốn thẩm vấn nó. Dư Nhất không nói gì nữa. Đại đầu ở bên cạnh thấp giọng hỏi. Đại nhân, ta nghe nói có một số yêu quái có thể đến vô ảnh đi vô tung. Không biết là con chuột tinh này có bản lĩnh này không? Hoặc là biến thành sâu kiến bọ chét. Chúng ta có cần chuẩn bị chút máu chó đen hay là phân nước tiểu gì đó để phá yêu pháp của nó hay không? Trường Sinh không trả lời, chỉ đáp lại hắn bằng cái nhếch mép và nhíu mày thôi. Đợi một lúc mà không thấy chuột tinh tỉnh lại, Trường Sinh liền bảo các bộ khoái đang canh giữ ở cửa và các nơi trong sân trở về nghỉ ngơi. Đối phó với cả yêu quái thì người đông cũng chẳng có ích gì. Đợi cho các bộ khoái rời đi rồi, đại đầu lại thấp giọng nói. Đại nhân, con yêu quái này có thân hình nặng hơn 200 cân, mà ông lão nó biến thành lại gầy gò ốm yếu. Lát nữa nếu nó tỉnh lại, nhỡ đâu lại biến thành ông lão, chẳng phải dây thừng trói nó sẽ bị lỏng hay sao? Chưa đợi Trường Sinh trả lời, Dư Nhất ở bên cạnh đã gật đầu nói. Nói có lý đó, vẫn cần phải nắm chặt đuôi của nó vào. Nhưng mà ta chỉ hơn 60 cân, nhớ nó chạy, ta không giữ được đâu. Đại đầu cười gượng. Hay là ngươi nắm đuôi nó đi. Dư Nhất cũng thẳng thắn, đưa Hàn Nguyệt đao cho đại đầu, còn tự mình bước tới nắm lấy đuôi con chuột tinh. Đuôi con chuột tinh vừa tròn vừa to, lo lắng mình không nắm được, Dư Nhất lại lấy một đoạn dây thừng, thắt một nút trên đuôi chuột tinh lại. Đợi cho hai người làm xong, Trường Sinh mới nhớ ra một chi tiết. À, ta quên mất, khi nó biến thành người thì không có đuôi đâu. Nghe Trường Sinh nói thì hai người có chút xấu hổ. Sau khi suy nghĩ vội vàng, đại đầu lại đưa ra một ý kiến. Nếu không được, hay là chúng ta đánh gãy chân của nó đi. Ngay tại khi mà Trường Sinh đang cân nhắc có nên làm theo ý của đại đầu hay không, thì con chuột tinh đột nhiên hóa thành người. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta không chạy đâu, ta không chạy đâu mà. Sau khi chuột tinh hóa thành người, quả nhiên không còn đuôi nữa. Sự thay đổi hình dạng cũng khiến cho dây thừng trói trên người nó trở nên rất lỏng lẻo. Dư Nhất thấy vậy vội vàng nhảy lên, đè chặt ông lão áo đen do chuột tinh biến thành. Đại đầu thì hai tay cầm đao kề vào cổ ông lão áo đen. Thật là một con súc sinh gian xảo, rõ ràng đã tỉnh lại còn giả chết sao? Anh hùng xin tha mạng, anh hùng tha mạng cho ta. Ta vừa mới tỉnh lại thôi mà, tuyệt đối không có giả chết đùa gạt gì đâu. Chuột tinh vội vàng cầu xin tha thứ. Không ai là hy vọng đối thủ của mình là người cứng rắn, Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Chuột tinh này tham sống sợ chết, đối ván mà nói là có lợi. Nếu con chuột tinh này thả chết không khuất phục, hắn sẽ không hỏi được cái gì cả. Một hồi đá trước đó đã khiến cho ông lão do con chuột tinh biến thành này bị bầm dập mặt mày. Cơn giận trong lòng Trường Sinh cũng đã tiêu tan hơn phân nửa. Thấy con chuột tinh sợ chết chịu khuất phục, liền kéo một chiếc ghế qua, ra hiệu cho đại đầu và Dư Nhất trói ông lão áo đen do chuột tinh biến thành vào cái ghế. Đao đang kề vào cổ, chuột tinh không dám phản kháng, chỉ đành chịu trói, ngoan ngoãn nghe theo. Đợi cho chuột tinh bị trói xong, Trường Sinh lại kéo một chiếc ghế ngồi đối diện nó, nhìn thẳng vào mắt của nó. Chuột tinh bị Trường Sinh đá túi bụi trước đó sợ vỡ cả mật, sợ bị đánh tiếp liền sợ hãi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Trường Sinh. Trường Sinh không hỏi ngay mà trầm ngâm suy tư, sắp xếp lại đầu mối. Lý do hắn thẩm vấn con chuột yêu này là để xác định mối quan hệ giữa con yêu quái nổi dậy và quốc gia sắp diệt vong.
mỗi khi một triều đại sắp kết thúc sẽ có rất nhiều yêu quái xuất hiện. Điều này cho thấy sự thay đổi triều đại và sự xuất hiện ồ ạt của yêu quái có một mối liên hệ bí ẩn nào đó. Chỉ là không biết mối quan hệ giữa hai điều này là cái gì. Sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi, Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề chính. Ngươi có biết gần đây hiện tượng dị tộc quấy phá, yêu tà hại người thường xuyên xảy ra không? Con chuột yêu vốn tưởng rằng là Trường Sinh sẽ thẩm vấn về nguyên nhân và động cơ ám sát của nó. Nhưng mà không ngờ Trường Sinh lại hỏi một câu như vậy, không hiểu nên không trả lời ngay. Thấy chuột yêu không trả lời, Trường Sinh lại lạnh lùng hỏi. Hiện tượng dị tộc quấy phá vẫn luôn tồn tại, tại sao gần đây lại xảy ra thường xuyên như vậy? Chuột yêu lắc đầu ngơ ngác. Hả? Đại đầu khịt mũi đe dọa. Đại đầu đang cầm Hàn Nguyệt đao bên cạnh Dư Nhất. Chuột yêu thì rất sợ hắn, nghe vậy vội vàng lắc đầu nói. Anh Hùng xin đã mạ, tôi sống quanh năm trong núi Tây Hà này, cũng đâu có đi nơi khác đâu. Tình hình dị tộc ở nơi khác tôi làm sao mà biết được.